Hello quý vị và các bạn trong mến. Thì trước khi Tony đi review chợ Bến Thành hay là đường qua Nguyễn Huệ gì đó, thì Tony sẽ cùng quý vị đi gặp những người bạn của Tony Lê đã làm việc với Tony Lê trong 3 năm vừa qua. Hai trợ lý của Tony Lê, một người nam, một người nữ, hot girl chân dài và hot boy chân dài. Tony Lê cũng chưa bao giờ gặp gỡ ngoài đời, chỉ làm việc trên điện thoại. Và hôm nay là thì cũng quen cũng rất là lâu rồi, 3 năm trời. Trước khi đi gặp hai bạn ấy thì tôi sẽ dẫn quý vị đi dạo một vòng cái khách sạn này nha. Hôm nay cameraman của Tony Lê là con trai của mình, thành ra có gì sơ sót quý vị bỏ qua cho Tony nha. Ok, let's go this way. Thì sau khoảng gần mấy chục phút trục trặc về cái chuyện quên cái passport đó, thì Tony Lê cũng đã giải quyết xong và đã lên phòng rồi. Bây giờ thì xuống đây để gặp hai bạn ấy, nhưng mà trước khi gặp thì Lê muốn chia sẻ với chị. Đây, nè mát, chị qua đây nè. Ở đây thì nó có một cái chỗ gì đó bông hoa gì đó, tôi cũng biết chắc là cái phòng design của một người quảng cáo gì đó nè, right here. Còn bên đây thì là một cái nhà hàng. À rồi, như bên này là cái mò đó quý vị ơi. À, chụp tấm hình đó, phải gắn luôn bình thường thôi. Dạ, chị chỉ vô đi mát, chị chỉ vô cái chỗ này nè đó. Cho bà con, cô chú bác rồi xem chơi cho vui. À, thấy chưa? Có elephant nè. Còn đây là cái restroom trong này nè nha. Đó, là mami, là mát đi gì đó. Còn bên đây là cái chỗ bán cà phê hay cái gì là thơm quá. Nè, mát chỉ vô đây nè, thơm lắm nè. Thấy chưa? Thơm không? Dạ. Yeah. Ok. Ăn gọi ăn chưa? Thử đó là phần mình đợi với mày đi. Đây, mát, chỉ vô trong này đi cho bà con, cô chú bác xem cho chị vui. À, từng. Đó. Đây nè. Quý vị đứng đây, quý vị có thấy nhà hát Sài Gòn đó. Đó, nhà hát Sài Gòn người ta đang chuẩn bị để đón Tết âm lịch. Ta đang chuẩn bị cái sân khấu để đón Tết âm lịch. Rồi. Còn cái này cái gì trên này vậy? À, trên đây là cái sòng bài đó quý vị nha. Ok, good deal. Trên đây là cái sòng bài. Đó. Hello chị, trên này là cái sòng bài đó hả chị? Ok. Casino trên này vậy là tối nay là chắc không ngủ được rồi. Cái gì đây, cái chắc họ đó là 102.000. Tối nay lên lụm đó. Cảm ơn chị nhiều nha. Rồi ok, thank you. Rồi quý vị ơi, cái khách sạn này nó có casino. Oh yeah. Very good. Tối nay lên lấy cái chắc họ. Để ăn Tết mới có tiền lì xì nha. Bà con cô chú bác, nếu mà Tony vinh được cái chắc họ đó là Tony Lê sẽ lì xì cho everybody. À rồi, thì ra tôi thì không ngờ trên này nó có cái sòng bài quý vị ơi. Không muốn thử thời vận, nhưng mà chắc phải thử thời vận quá. À cái này, cái này là coffee hay tea đó. Okay, đi ra ngoài hả chứ? Đi chiếu đi cho bà con cô chú bác xem vô cái chùa sáu hồ bơi hả? Xe hả? Cẩn thận nha mấy chú bé nha. Đây nè, em tranh thủ lại dính cửa đi, em cầm một cái điện thoại thôi nhé. Cẩn thận nha. À, cái vỏ của gà là được không? Đây, mát chậm chậm thôi nha, coi chừng nha, nắm tay đó anh Dương nha. Đây mát đứng đây nè, mình đâu có qua đường đâu, đi qua bến chi. Đây là cái nhà hát Sài Gòn nè quý vị. À, em xích vô lề. À, người ta mới cảnh báo em sao. Đây đường Đồng Khởi nè quý vị, đường Đồng Khởi nào nào, mát chiếu qua bển đây. Nó có chiếc xe bus mà mình có thể ngồi ở trên đó, người ta chở mình đi vòng nè. Rồi đó quý vị thấy không, đó xung quanh đây là toàn là khách sạn không có đó quý vị nha. Vui quá.
đây là display map em. Anh quay Daddy có ok không? À, quay sao cho cô chú bác còn thấy Daddy với lại phong cảnh Sài Gòn nha. Ok. Đây nè, bác chỉ vô trong này thử coi. Ok chưa? Rồi, chỉ ra chậm chậm thôi. Slowly, this way. Đó. Ta đang làm sân khấu nè quý vị. Ta đang làm sân khấu để đón giao thừa đó. Tony Lê là nhà quê lên tỉnh đó. Nếu mà quý vị thấy Tony Lê lúa thì đừng có cười Tony Lê nha. Bình luận bên dưới để Tony Lê chỉnh sửa. Ở đây thì nếu mà mình muốn đi đâu thì hén đi tham, tại vì có taxi nó đậu đây nó chờ mình. Đây là cái Tết đầu tiên ở nước Việt Nam đó quý vị, 30 năm. Còn hai đứa bé mình thì đây là lần đầu tiên trong đời của tụi bé. Còn bà xã mình thì 14 năm mới đón cái Tết ở nước Việt Nam đó. Đây nè má, chiếu vô đây nè, quảng cáo gì đây nè. Má ơi, nhìn nè, mình trở lại trước cái khách sạn của mình đang ở đây nè. Qua bên đây để cho mát rồi. Mát chỉ vô trong đây coi, bông qua bông cúc được coi. Yeah, đó, chỉ cho mình dòng cái cảnh thôi. Mát ơi, ra đây chỉ cho cái tên của khách sạn coi. On way over here, mát. Trời ơi. Đó, đây là giờ. Đây là cái khách sạn mà Tony Lê đang ở đó quý vị nha. Nhà hàng Hoàng Long. Thế nào quý vị cũng đang thắc mắc là không biết cái khách sạn này một phòng một đêm khoảng bao nhiêu tiền đúng không? Thì tầm khoảng 6-7 triệu gì đó quý vị nha. Tùy theo có phòng nữa quý vị. Tùy theo có phòng như thế nào, sao thì nhớ trung bình là tầm khoảng 6-7 triệu đêm đó quý vị ơi. Vui quá nè. Em tối mình có thể qua bển mình ngồi mình đèn đốm rồi nó lên nó tối đẹp lắm. Đèn đốm đồ lên đó, người ta ngồi ngay chỗ nghe chỗ những cái góc đó. Em lấy cái gọn ra em bấm nó quay phim để em làm kỷ niệm cho em. Má ơi, this way. Kìa, nhìn kìa, sau lưng kìa. Vô đây rêu. Cẩn thận có xe đó. Đây nè, cái hãng heo bì của em nó nằm đây hả? Rồi nè, đó cái hãng heo bì kìa đó. Dạ. Dạ. Đó cái hãng heo bì đó. Hả? Ban đêm thì đèn đốm nó đẹp hơn quý vị ơi, còn cái bây giờ ban ngày thì nó chưa có đèn đốm gì hết. Mát đeo kính cho bà con cô chú bác thấy cái đẹp trai coi. Rồi, hai bà con cô chú bác ơi. Rồi. Dạ. À.
quý vị đừng có cười Tony Lê nha, mình giống như nhà quê lên tỉnh vậy đó quý vị ơi. Nè, cầm cho cứng nha, cầm cho cứng nha, cầm cái điện thoại cho cứng nha. Mình đang đợi hai người bạn của mình. Rồi bây giờ mình vô khách sạn, mình đợi hai người bạn của mình lại đi. Dạ bye bye mọi người. Ủa, trời đất ơi. Đợi như ăn mà. Bác nói gì không? Chào chào nè, chào chào mọi người. Chào, bye bye nha, bye bye cô chú bác. Con no quá. Con no quá, không nói nổi. Rồi tới tới nè. Giờ anh xỉn anh quay người đó cho em nha. Tỉnh tỉnh quay. Rồi xỉn nhậu quá thì nhậu luôn, uống quá trời. Bên đây xỉn luôn rồi. Xỉn luôn rồi. Xỉn hết rồi. À, đây là một buổi đi nhậu của những người bạn Việt Nam cùng với Anthony.